Phương Thúy xin kính chào quý vị đã đến với bản tin thời sự nóng cập nhật liên tục với tin tức mới nhất trong nước và thế giới trên kênh Tin Mới. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nội dung gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 2 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, tỉnh Thanh Hải, Tây Bắc Trung Quốc phát cảnh báo lũ lụt cấp cao nhất tại sông Đà Đà do mưa lớn. Trong cảnh báo lũ lụt Trung Quốc, cơ quan thủy văn tỉnh Thanh Hải nhấn mạnh trạm thủy văn tại sông Đà Đà, nơi phát nguyên của sông Dương Tử, ghi nhận lưu lượng nước ở mức 852 m khối trên giây, đạt đến mức lũ lụt nghiêm trọng, đài CGTN thông tin. Cơ quan thủy văn Thanh Hải cũng kêu gọi giới chức các khu vực dọc theo sông Đà Đà có biện pháp phòng ngừa, sơ tán dân, đặc biệt là ở trấn Changkula và huyện Jiduo. Sông Đà Đà là một trong ba nguồn của sông Dương Tử, con sông dài nhất ở Trung Quốc và dài thứ ba trên thế giới. Sông Đà Đà bắt nguồn từ những con sông băng của dãy núi tuyết cách Lạp Đan Đông và lấy nước từ một số sông băng trong khu vực. Dòng sông đóng băng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau và nước sông dâng cao vào tháng 6 khi băng tan. Mực nước của sông Đà Đà đạt đến đỉnh điểm vào tháng 8. Cũng liên quan tới lũ lụt Trung Quốc, hôm Chủ nhật, thành phố Thiên Tân ở miền Bắc Trung Quốc đã phát báo động đỏ, mức cảnh báo cao nhất với lũ lụt có thể xảy ra ở sông Đại Thanh Hà, một nhánh chính của sông Hải Hà, dòng sông đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1963. Trưa hôm thứ Sáu, nước lũ sông Đại Thanh Hà đã đến phạm vi Thiên Tân và thành phố đã đưa vào sử dụng khu vực ngăn và giữ nước lũ. Các lực lượng có liên quan, phương tiện khẩn cấp và vật liệu cứu trợ thiên tai đã được gửi đến khu vực trữ nước lũ. Việc gia cố kè ngoài của đường sông đang được tiến hành ở Thiên Tân. Ủy ban Bảo tồn nước sông Hải Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, hiện tại lưu vực sông Hải Hà ở miền Bắc Trung Quốc đang trải qua trận lũ lụt tồi tệ nhất do mưa bão gây ra. Cũng theo Tân Hoa Xã, Bộ Thủy lợi Trung Quốc hôm Chủ nhật đã cập nhật mức độ ứng phó lũ lụt ở Nội Mông, phía Bắc Trung Quốc và Cát Lâm, Hắc Long Giang, phía Đông Bắc Trung Quốc. Ứng phó lũ lụt khẩn cấp đã được nâng lên cấp 3, cấp cao thứ 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc do lượng mưa lớn kể từ đầu tháng dẫn tới lũ lụt ở một số khu vực này. Lưu lượng đỉnh lũ được dự báo sẽ tới những trạm thủy văn trên một số sông trọng điểm. Ví dụ, lưu lượng lũ đỉnh điểm lên tới 7.500 m khối trên giây sẽ tới trạm thủy văn Trường Giang Đồn ở hạ lưu sông Mậu Đơn Giang trong ngày thứ Hai. Mưa bão và lũ lụt đã tàn phá miền Bắc và Đông Bắc Trung Quốc trong tuần qua. Mưa lũ trên sông Dương Tử bắt đầu di chuyển về phía Bắc, mang theo giông bão, gió lớn và mưa lũ xối xả tới những vùng rộng lớn ở miền Bắc Trung Quốc. Tờ China Daily dẫn thông tin từ dự báo thời tiết của Trung Quốc cho biết, dự kiến mưa lũ sẽ di chuyển về miền Bắc từ tuần trước. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, khi mưa lớn giảm rõ rệt hôm thứ Năm tuần trước ở Trung và lưu sông Dương Tử, nhiệt độ ở các khu vực này sẽ tăng đột biến hôm thứ Sáu, bắt đầu một giai đoạn oi bức. Ở phía Bắc, hầu hết các khu vực sẽ có mưa và dông, trong đó mưa to được dự báo ở các khu vực của khu tự trị Nội Mông và các tỉnh Sơn Tây và Hà Bắc. Lượng mưa lớn hơn cũng có khả năng sẽ tấn công phía Tây Bắc và phía Bắc Trung Quốc vào đầu tuần tới, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia. Tuần trước, Trung tâm Khí tượng Quốc gia tiếp tục cảnh báo màu vàng về nhiệt độ cao do sóng nhiệt đã bao phủ hầu hết các vùng của đất nước. Hầu hết các khu vực của Trung Quốc bao gồm Tứ Xuyên, Vân Nam, các khu vực phía nam sông Dương Tử, miền nam Trung Quốc bao gồm Hải Nam, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông và Tân Cương, dự kiến nhiệt độ tăng lên trên 35 độ C. Ở một số khu vực này, nhiệt độ có thể lên tới 37 đến 39 độ C. Một phần của các tỉnh Hồ Nam, Giang Tây, Quảng Đông và Hải Nam được dự báo sẽ có nhiệt độ lên gần 40 độ C trong tuần này. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 tầng, được mã hóa bằng màu sắc, với màu đỏ tượng trưng cho sự khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh. Mưa lớn và lũ lụt trầm trọng ở Trung Quốc dự kiến sẽ tiếp tục trong ngày 2 tháng 9 ở nhiều khu vực rộng lớn của nước này. Dự báo thời tiết cho biết, mưa lớn dự kiến tiếp tục càn quét nhiều nơi ở phía nam Trung Quốc. Theo CGTN thông tin, Bộ Thủy lợi Trung Quốc đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 2, cấp cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó lũ lụt của nước này đối với lưu vực sông Dương Tử. Mưa lớn dự báo tiếp tục đe dọa nhiều vùng ở Trùng Khánh, Quý Châu, Quảng Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam, Giang Tây, An Huy và Giang Tô. SCMP dẫn thông tin từ Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc. Trung tâm cảnh báo lượng mưa hàng ngày ở nhiều khu vực dự kiến lên tới 180mm. Lượng mưa ở một số khu vực có khả năng lên tới 70mm mỗi giờ kèm theo giông bão và gió mạnh.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc lưu ý, lũ lụt tăng cường dọc sông Dương Tử và các con sông lớn khác ở Trung Quốc đã khiến hơn 2 triệu người phải sơ tán và hàng triệu người khác bị ảnh hưởng. Nhiều vùng của Trung Quốc từ các tỉnh ở phía Tây Nam như Tứ Xuyên cho tới Cam Túc cách xa hơn 1.000 km về phía Bắc, mưa lớn đã xảy ra trong 2 tháng qua. Nước của nhiều con sông ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lớn đã lên tới mức nguy hiểm. Tại Thái Hồ, hồ lớn ở biên giới giữa tỉnh Giang Tô và Chiết Giang, mực nước đã vượt quá ngưỡng an toàn trong 9 ngày liên tục. Theo Bộ Thủy lợi Trung Quốc, mực nước cao trên sông Dương Tử, sông Hoài và Thái Hồ đã diễn ra một thời gian dài và có sức ép ngày càng gia tăng với phòng chống lũ lụt, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết. Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, đơn vị chịu trách nhiệm về lưu vực sông Dương Tử, còn có tên gọi khác là sông Trường Giang, cũng phát cảnh báo về mực nước tăng nhanh ở thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa đập Tam Hiệp. Cơ quan Thủy lợi cho biết lượng nước chảy vào hồ Tam Hiệp sẽ lên tới 60.000 mét khối mỗi giây, một trong những vận tốc dòng chảy vào đập nhanh nhất từng được ghi nhận. Đập Tam Hiệp vắt qua con sông dài nhất Trung Quốc và cũng là sông dài nhất châu Á, được thiết kế chủ yếu trong việc sản xuất điện. Thêm vào đó, chính phủ Trung Quốc cho biết đập Tam Hiệp cũng dự kiến góp phần giảm thiểu lũ lụt thảm khốc. Thành phố Ân Thi, tỉnh Hồ Bắc đã phát cảnh báo khẩn từ tuần trước và chính quyền địa phương đã sơ tán người dân dọc sông Gangun do lũ lụt nghiêm trọng. Tuần trước, Trung Quốc đã phải cho nổ tung một con đập trên sông Chu của tỉnh An Huy để thoát nước lũ. Theo Tân Hoa Xã, kể từ tháng trước, lũ lụt đã ảnh hưởng tới 23,8 triệu người ở 24 tỉnh thành khắp Trung Quốc, tổng số 31 người chết hoặc mất tích và hơn 2 triệu người phải sơ tán. Thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 64,4 tỷ nhân dân tệ, khoảng 9 tỷ đô la Mỹ. Kính thưa quý vị, gần đây, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tính đến ngày thứ ba vừa qua, 1.192 quận thuộc 26 tỉnh, khu tự trị và thành phố ở Trung Quốc đại lục đã bị ngập lụt, 32,82 triệu người bị ảnh hưởng, 186 người chết, 45 người mất tích và 56.000 ngôi nhà bị sập và bị ảnh hưởng. Trong khoảng thời gian này, thiệt hại trực tiếp là khoảng 50,6 tỷ nhân dân tệ. Một số cư dân mạng nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phá hủy môi trường sinh thái trong nhiều thập kỷ và gây ra hậu quả xấu xa ngày nay. Kể từ 10 ngày trước, các khu vực dọc Trung và hạ lưu sông Dương Tử, sông Giang Hoài và phía Đông Tây Nam đã hứng chịu lượng mưa lớn nhất kể từ mùa lũ, khiến một số khu vực bị ngập lụt nghiêm trọng. Nó được đặc trưng bởi diện tích mưa bao phủ rộng, lượng mưa tích lũy trong quá trình lớn, lũ lên nhanh ở các con sông vừa và nhỏ. Tại Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam, Giang Tô, Chiết Giang và các tỉnh khác, 91 con sông có mực nước siêu cảnh báo và 28 con sông có mực nước siêu đảm bảo, trong đó có 5 sông ở An Huy, Si Hê, sông Vịnh An, sông Phong Lạc, sông Ê Làng và sông Cư Thủy ở Hồ Bắc đã xảy ra lũ lụt vượt quá mực nước cao trong lịch sử. Vào lúc 3 giờ ngày thứ Ba, mực nước tại trạm Đại Đồng ở hạ lưu sông Dương Tử đã vượt mức báo động, lũ ở sông Dương Tử số 2 hình thành. Tuy nhiên, trận lũ lụt do mưa lớn lẽ ra phải là một thảm họa tự nhiên, nhưng vụ vỡ kè dài 70m ở thành phố Vũ Hán vào tối ngày thứ Bảy lại có yếu tố con người gây ra. Theo một số người dân ở làng Trị Nguyên, thị trấn Phượng Hoàng, đê tây sông Du Hê đã không được gia cố trong hơn 20 năm và có nguy cơ bị cát thổi vào đường ống vào đầu năm 1991. Hồ Cẩm Nguyên xác nhận trong 10 ngày tới sẽ xuất hiện hai đợt mưa lớn. Thưa quý vị, sau trận động đất ngày 31 tháng 8 tại 4 tỉnh đại lục, từ sáng sớm đến trưa ngày 1 tháng 9 đã xảy ra 3 trận động đất liên tiếp tại Tân Cương, đồng thời xảy ra tại Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc và quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Một cư dân mạng khác chỉ ra rằng cũng có những trận động đất ở Tế Nam, Sơn Đông và Khang Định, Tứ Xuyên. Theo báo cáo chính thức trên Weibo của mạng địa chấn Trung Quốc, vào lúc 12 giờ 57 phút ngày 31 tháng 8, một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter đã xảy ra tại huyện Saya, tâm chấn 41,12 độ vĩ Bắc, 83,55 độ kinh Đông thuộc tỉnh Asu, Tân Cương với độ sâu tiêu cự là 16 km. Vào lúc 11 giờ ngày 1 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,1 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Đại Linh Nha, quận Hải Tây, tỉnh Thanh Hải. Tâm chấn có vị trí 37,46 độ vĩ Bắc, 97,93 độ kinh Đông với độ sâu tiêu cự 9 km. Vào lúc 9 giờ 42 phút cùng ngày, một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Khu Khoa, tỉnh Aksu, Tân Cương. Tâm chấn có tọa độ 41,12 độ vĩ Bắc, 83,45 độ kinh Đông với tâm chấn sâu 10 km, cường độ động đất với độ sâu tiêu 10 km.
Vào lúc 3 giờ 59 phút ngày 1 tháng 9, một trận động đất mạnh 2,0 độ Richter đã xảy ra tại khu Phụng Nam, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc. Tâm chấn có tọa độ tại 39,44 độ Vĩ Bắc, 117,88 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu 10 km. Đây là một trận động đất khác sau 5 trận động đất ở tỉnh Hà Bắc trong một tuần. Và nó cũng là một trận động đất khác sau trận động đất ở thành phố Đường Sơn ngày 31 tháng 8. Trước đó, vào lúc 5 giờ 17 phút ngày 1 tháng 9, một trận động đất mạnh 3,0 độ Richter đã xảy ra tại thành phố Luân Châu, thành phố Đường Sơn. Tâm chấn có tọa độ 39,83 độ Vĩ Bắc, 118,74 độ Kinh Đông. Ngày 31 tháng 8, 3 trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Chương Bắc, Chương Gia Khẩu, thành phố, tỉnh Hà Bắc. Vào tháng trước, một trận động đất cũng xảy ra tại quận Song Kiều, thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc. Hôm 1 tháng 9, động đất cũng xảy ra ở tỉnh Thanh Hải và Tân Cương. Vào lúc 12 giờ 50 phút trưa, một trận động đất mạnh 3,6 độ Richter đã xảy ra tại huyện Hà Nam, tỉnh Hoàng Nam, Thanh Hải. Tâm chấn có tọa độ tại 34,47 độ Vĩ Bắc, 101,8 độ Kinh Đông. Một trận động đất khác mạnh 3,4 độ Richter đã xảy ra. Ngoài ra, nhiều cư dân mạng đã đăng thông báo trên Weibo chính thức của mạng động đất Trung Quốc ngày 1 tháng 9 nói rằng đã có trận động đất ở Tây Nam, tỉnh Sơn Đông và Khang Ninh, tỉnh Tứ Xuyên vào sáng ngày 2 tháng 9, nhưng không được công bố chính thức. Người ta cảm nhận được trận động đất lúc 5 giờ 40 phút tại quận Trường Khánh, thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông, không phát hiện thấy trận động đất lúc 5 giờ sáng ngày 31 tháng 8 tại quận Trường Khánh, thành phố Tây Nam, tỉnh Sơn Đông. Tôi đang ở thị trấn Tân Đô Kiều, thành phố Khang Định, tỉnh Gansu, tỉnh Tứ Xuyên. Và lúc 7 giờ sáng nay, tôi rõ ràng đã cảm nhận được động đất và tôi không phải là người duy nhất cảm nhận được trận động đất, nhưng không có tin tức chính thức nào về động đất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.